Sáng ngày 5 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Phường Quán Trữ tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Đào Thị Chính ở tổ Chữ Khê 1, đồng chí Đại tá Đào Văn Duy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tới dự. Bà Đào Thị Chính, 82 tuổi, là đảng viên 55 năm tuổi đảng. Bà là vợ liệt sĩ Vũ Khắc Hoạt, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong nhiều năm qua, bà Chính sống một mình trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm khi trời mưa bão. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, Ủy ban Nhân dân Phường Quán Trữ đã đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự quận hỗ trợ kinh phí giúp bà xây dựng ngôi nhà mới chắc chắn hơn. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà kiên cố đã cơ bản hoàn thành, có diện tích sử dụng 65m², tổng kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng, trong đó Ban Chỉ huy Quân sự quận hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do dòng họ giúp đỡ. Ngôi nhà khang trang sạch đẹp là nguồn động viên lớn để bà Đào Thị Chính vui hưởng tuổi già. Đây là hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang quận nhằm tri ân những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.